home, rẻ, lớp màng sinh học phủ lên trên da. Chưa bao giờ có một dòng body nào có thể hội tụ đầy đủ yếu tố sang trọng từ bên ngoài, chất lượng ở bên trong và có một lớp màng sinh học độc quyền phủ bóng lên làn da như body nhà Nguyễn Huỳnh Như, body luxury. Thật sự luôn, đây là sản phẩm đỉnh cao mà chưa bao giờ khiến khách hàng thất vọng khi mua. Đó là body luxury của nhà mỹ phẩm Đông Anh. Trời ơi, mở ra cái chất kem nha, ngửi một cái á, thơm ngát trời ông địa luôn á mọi người. Mùi thơm của nó là được lưu hương trên da là 8 giờ đồng hồ nha các tình yêu của nhà Nguyễn Huỳnh Như. Đó, cái này là cái điều mà ăn tiền nhất đây nè. Lớp màng sinh học phủ lên trên da, làn da căng mướt bóng mịn nha. Thoa lên tay, thoa đến đâu kem thấm đến đó, dù cho có lớp thứ hai hay là cho có lớp thứ ba đi chăng nữa thì nó vẫn thấm vào da và nó cực kỳ đem lại một cái làn da rất là khỏe. Và kết hợp thêm tắm trắng và kích trắng nữa thì cái combo này ta nói nha, trắng khỏi chê, tắm trắng có 139 rồi đó các tình yêu, rẻ ghê chưa.